Shoc Bình và Á hậu Kim Chi nói gì khi bị dân mạng đồn thổi người thứ ba? Vừa qua, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình Shoc Bình đã chia sẻ: từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ quen hay biết bạn nào tên Hoàng Kim Chi. Mà một số trang tin dựng đứng, dựng ngược vô căn cứ. Rất mong mọi người không bị dẫn dắt bởi các trang tin giả ẩn danh trong bóng tối. Được biết trước đó, mạng xã hội đã lan truyền một thông tin rằng một cặp đôi nổi tiếng có mâu thuẫn vì người chồng có bạn gái mới thông tin được viết ẩn ý dưới dạng cá mập và búp bê. Cá mập bày tỏ sự bức xúc trước các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, một số bạn bè khuyên Sóc Bình nên can thiệp pháp luật để xử lý các tài khoản mạng tung fake news. Đáp lại, Sóc Bình cho biết, thôi hoan hỉ, xác tin vào luật nhân quả. Cùng thời điểm đó, một video ghi lại phần trả lời của Hoàng Kim Chi về mối quan hệ với người đàn ông nào đó có tên là Bình bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại dưới video ngay lập tức xuất hiện nhiều bình luận trái chiều thậm chí yêu cầu hoàng kim chi dừng can thiệp vào cuộc sống vợ chồng người khác ở một số video khác hoàng kim chi cũng bị cộng đồng mạng nhắc tên hoàng kim chi ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ tin đồn tôi không liên quan đến những tin đồn trên mạng đây là những lời bịa đặt vô căn cứ đang gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi chuyện tình cảm của người khác mong mọi người đừng lôi tên tôi vào tôi chỉ muốn tập trung cho việc học hoàng kim chi nhấn mạnh